theo giáo sư Ngô Bảo Châu, để chúng ta bắt đầu một năm học mới. Và hiện tại thì cái bức tranh đại học của Việt Nam có vẻ như là số lượng sinh viên cử nhân cũng như trên đại học tốt nghiệp ra trường không có việc làm khá cao. Các trường đại học lớn có tên tuổi của Việt Nam bây giờ cũng rơi vào tình trạng là không tuyển đủ học sinh và phải liên tiếp hạ điểm chuẩn. Và soạn của báo VnExcel cũng rất mong muốn là để cho giáo sư có thể chia sẻ những quan điểm của mình, làm sao được giải tỏa được bớt một phần nào đó cái sự gọi hoang mang và lo lắng của các thí sinh cũng như là của phụ huynh của các thí sinh đó. Cảm ơn Nguyễn Thành Nam và cảm ơn báo VnExcel đã có cái lời mời tôi đến tham thoại trực tuyến với cả độc giả của báo ngày hôm nay. Cách đây 2 năm thì tôi cùng với cả cái nhóm một bạn bè thôi, bạn hữu gọi là nhóm đối giáo dục có một số làm việc nghiên cứu cũng sơ khởi thôi, không chưa về gì sâu sắc lắm. Nhưng mà chúng ta đều nhận thấy là cái vấn đề trong toàn bộ cái bối cảnh chung của giáo dục Việt Nam ấy, thì cái phân khúc giáo dục đại học là cái phần nhức nhối nhất. Mà nếu mà Đảng và Nhà nước có cái chính sách chung là về cải cách cơ bản toàn diện thì cái phần cơ bản toàn diện nhất là cần phải làm là phần giáo dục đại học. Có một độc giả, bạn này là ở Sơn La, tên là Giàng A Phái, 26 tuổi. Cháu sinh ra tại một vùng kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Cháu cũng là một trong những sinh viên học đại học đầu tiên của xã. Từ khi đi học, cháu đã động viên được nhiều bạn học theo mình. Vậy cháu xin hỏi, với tình hình thất nghiệp như hiện nay, cháu có nên tiếp tục động viên các em đi học nữa hay không? Đi học đại học, trong khi bản thân cháu ra trường đã lâu mà tấm bằng vẫn được cất trong hòm. Tôi nghĩ đến một cái vấn đề mà khá là nhức nhối ở lúc đại học hiện nay thì nó là một vấn đề thực chất đó là cái những cái triệu chứng lâm sàng của cái căn bệnh của đại học hiện nay. Nhưng mà kể để trả lời cho cái câu hỏi của bạn ở Sơn La thì tôi nghĩ rằng là trong mọi bối cảnh thì cái việc mà khuyến khích các em học sinh nhập đại học rất là cần thiết, rất là cần thiết. Tuy nhiên cái vấn đề là học cái gì và học ở đâu thì mới là câu hỏi, đúng không? Thì khi có hai khía cạnh khác nhau một là các em khi mà chuẩn bị vào đại học cần phải suy nghĩ chín chắn hơn về lựa chọn của mình. Cái thứ hai là tôi nghĩ là các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm về cung cấp thông tin về ngành học, về cái phần trăm tìm được việc làm đầu ra để cho các bạn trẻ cũng như gia đình của họ có cái cơ sở rõ ràng hơn cho việc lựa chọn ngành nghề. Có một bằng đại học không đảm bảo cho bất kỳ ai một cái cuộc sống dễ chịu, mà thực ra có bằng đại học nhưng mà nó vẫn là một lợi thế cạnh tranh. Dù sao là bạn đi học đại học là có tiếp xúc với cả những cái suy nghĩ khác, những cái cuộc sống khác, rõ ràng là cái để mà hòa nhập với cuộc sống hiện đại rõ ràng vẫn có lợi thế hơn, đúng không? Nó có lợi thế hơn, cho nên là cái cuộc sống ở Sơn La không chuẩn bị cho bạn được vào để hòa nhập cuộc sống hiện đại. Thì cái một vào trường đại học thì là một cơ hội, tùy vào trường có trường thì cơ hội tốt, có trường có cơ hội không tốt bằng, nhưng là một cái chuẩn bị cho bạn vào để hòa nhập với cuộc sống sản xuất và kinh tế hiện đại. Của bạn Ngọc Ánh, 32 tuổi, cháu ở quê, gia đình khó khăn nên học hết cấp 3 phải bỏ học đi làm công nhân. Cháu tự luyện thi vào hệ vừa học vừa làm của một trường đại học bán công với chuyên ngành tài chính ngân hàng. Thật sự lúc đó cháu chỉ cố để tìm đường thoát khỏi đời sống công nhân, hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, chứ không có định hướng phải học gì và vì sao học ngành đó. Thực tế là những thứ cháu học được không đáp ứng yêu cầu công việc. Và cái cốt yếu nhất là khi đi học cháu mới biết rằng mình không yêu thích nó. Công việc hiện tại của cháu chỉ để nuôi sống chứ không đem lại niềm vui, đam mê và sáng tạo. Nhờ giáo sư tư vấn giúp cho cháu con đường tìm lại đam mê và sống với đam mê đó, tránh lặp lại những sai lầm đã qua. Tôi nghĩ là bạn vẫn còn trẻ, đúng không? Thì bạn vẫn còn trẻ thì bạn còn là 32 tuổi. 32 tuổi mà tôi nghĩ vẫn có thời gian để có thể tất nhiên là càng cũng không nên ảo tưởng là cái việc mà thay đổi cuộc sống mình một cách quá dễ. Cái triệt để là đơn giản. Mỗi cái lựa chọn thứ hai là bao giờ là cũng cái giá phải trả nó phải lớn thứ nhất, đúng không? Để bạn mà muốn định hướng lại thì sẽ phải một trả một giá không nhỏ cho việc học lại về mặt cả mặt thời gian và mặt tài chính. Thì cái đấy là bạn cũng cần phải, tôi nghĩ là cũng cần phải cân nhắc, tức là bạn có sẵn sàng để trả cái giá đó hay không. Mà nếu thực sự là bạn có cái có quyết tâm và có khả năng để đi học lại một ngành mới và đúng thì cũng phải cần phải tìm đủ cái thông tin
để không lựa chọn ít nhất là không giống như lần trước. Không nhận được. Thế là theo như giáo sư là sẽ khó hơn đấy. Khó hơn đúng không? Lần đầu là sai thì sao sẽ phải khó hơn. Đây là câu hỏi của bạn Phạm Quang Hưng. Tôi đã nghe được câu học đại học làm gì khi đã có internet. Theo giáo sư câu này có áp dụng với Việt Nam được không? Khi nào mà công ty cũng đòi hỏi đăng tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành. Xin giáo sư cho biết sự khác nhau giữa người học qua đại học và người tự học trong cuộc sống. Xét trong điều kiện cả hai đều chăm chỉ chịu khó. Tôi vẫn nghĩ là có một cái bằng đại học là một cái lợi thế cạnh tranh không nhỏ, đúng không? Để mở bạn một số cánh cửa khác nhau. Nhưng mà còn cái việc bạn có thành công trong cái sự nghiệp của mình không là một số những chuyện khác hẳn, đúng không? Có một số người mà có tố chất đặc biệt họ hoàn toàn có thể thành công. Tôi biết ngoài những cái mà mọi người hay nói như ông Bill Gates, ông Steve Jobs bỏ học đại học, có những người bạn của tôi họ bỏ đại học giữa trường và họ rất thành công trong kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà đối với những người đó thực sự phải có một họ có một số những cái tố chất đặc biệt, đúng không? Để vượt qua được cái lợi thế cạnh tranh của bằng đại học. Nhưng mà ngược lại thì thực ra là cái được học đại học cũng là một cái giá phải trả về mặt tài chính cũng như 4-5 năm trời đi học, đúng không? Nếu mà các bạn mà cảm thấy mình có tự tin, có thể khởi nghiệp khi còn trẻ, đấy cũng là một lựa chọn, nhưng tôi nghĩ cái lựa chọn đó không áp dụng cho quá nhiều người. Các bạn ấy hỏi hơi sớm hơn một chút, tức là bạn Đinh Văn Lập. Tôi xin hỏi giáo sư một câu là phổ thông nên dạy cái gì và học cái gì, đại học nên dạy cái gì và học cái gì để khi ra trường có thể đáp ứng được cả công việc chuyên môn và nâng cao được trình độ học vấn. Có nên phân ra là lớp học để nghiên cứu và lớp học để đáp ứng nhu cầu công việc của xã hội không? Mà tôi nghĩ rằng là cái cuộc sống vô cùng đa dạng và những nhân tố con người cũng vô cùng đa dạng. Thì cái nền giáo dục mà tiên tiến và nhân văn là nền giáo dục phải rất là đa dạng để mà có thể phù hợp, con người có nhiều lựa chọn khác nhau, cả mức độ phổ thông và mức độ đại học. Đây, bạn Nguyễn Hoàng Phúc hỏi rất cụ thể. Đa số các nhà tuyển dụng Việt Nam luôn gán tiêu chí như sau: đại học chính quy, giỏi, anh văn bằng C. Trong khi tuyển, vậy xin hỏi giáo sư, những người không học mà không có bằng đại học thì làm sao để tồn tại? Tôi nghĩ là những người mà đã có cái gan ấy để bỏ qua cái mức độ đại học thì chắc chắn là phải họ có cái gan để khởi nghiệp tồn tại, chứ không nhất thiết phải nhờ các tuyển dụng, đúng không? Có lẽ trong những cái doanh nghiệp lớn thì họ sẽ phải tuyển dụng dựa nhiều hơn vào tiêu chí, đúng không? Còn doanh nghiệp nhỏ thì họ sẽ có cái sự đối diện với con người, tự gặp gỡ trực tiếp hơn, thì qua những cái cuộc đó thì họ có các bạn đó có cái khả năng thể hiện cái tố chất của mình nhiều hơn. Mọi người đang bị đầu độc bởi tư tưởng học để kiếm tiền. Không kiếm được tiền thì ở nhà không cần học. Cháu rất muốn chia sẻ để mọi người định nghĩa lại chữ học, để thanh niên có cơ thổ hoàn thành xong chương trình học với một cái nghề. Nhưng mà cháu không đủ ngôn từ và lý lẽ thì nhờ giáo sư giúp. Tức là cái việc học là như là một quá trình tự nhiên của con người. Quá trình một trong những cái có lẽ một trong những cái phương pháp mà có lẽ phương pháp duy nhất để hoàn thiện bản thân mình, mà đấy là cái theo tôi nghĩ đấy là một gần như là cái tôn chỉ mục đích của cuộc sống là luôn hoàn thiện cái bản thân mình. Cái học với trong cái việc học là có học cả về kiến thức, tức là về một kiến thức về được trang bị kiến thức, nhưng nó có cái học về thay đổi cái suy nghĩ cái thế giới quan nhân sinh quan của mình nữa. Cái việc đánh giá tức là rất là quan trọng, thế nào hoàn thiện mình, đúng không? Nếu lúc nào mình cũng nghĩ là mình hoàn thiện, mình chỉ đánh giá sự hoàn thiện của mình bằng cái con mắt chủ quan của mình thì rất nhanh chóng dẫn đến sai lầm. Lúc trước khi vào đại học, ông có nghĩ ông sẽ học để làm gì không? Cái việc mà tôi nghiên cứu toán được xác định tương đối sớm. Tôi rất thích từ năm cấp 2, tôi rất thích mê làm toán. Rồi cái việc mà định hình về hướng nghiệp tôi không quá vấn đề. Thực ra lúc học đại học thì tôi bắt đầu hơi lung lay một chút. Từ khi vào đại học tôi có rất thích học tin học một thời gian. Sau đó nhưng mà sau đi thực tập 3 tháng thì sau đó tôi bỏ ý định đó và quay lại là hoàn toàn là nghiên cứu về toán. Câu hỏi của bạn Phạm Công Nghiệp có thể tóm tắt lại điểm khác biệt giữa trường học đấy và các chương trình đại học của Việt Nam. Tôi nghĩ điểm khác biệt cơ bản nhất là cái chương trình đại học của nước tiên tiến linh hoạt hơn nhiều so với Việt Nam. Linh hoạt hơn nhiều. Tức là khi sinh viên vào mỗi trường thì mỗi một người là có thể xây dựng cái chương trình học riêng của mình dựa vào những cái chương trình mà trường họ thế là có nhiều lựa chọn hơn, có rất nhiều lựa chọn, mỗi người thực ra là học một cách khác nhau. Trong khi giờ trường Việt Nam thì các sinh viên hầu như không có lựa chọn, đi theo một đường.
nếu ngài là bộ trưởng Bộ Giáo dục thì ngài sẽ cải cách điều gì đầu tiên? Cái thì nếu mà trong đặt tôi vào cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì chắc tôi nghĩ là tôi sẽ có một cái nghiên cứu, một cái tổng thể và toàn diện về về giáo dục đại học để định hướng cho việc cải cách giáo dục đại học. Tôi sẽ làm một cái nghiên cứu, một nghiên cứu survey một cách tổng. Nhưng mà nếu thế thì cần gì phải làm bộ trưởng cũng có thể làm được, đúng không? Thôi nhưng nhất bộ trưởng phải ra lệnh cho cái việc đó là. Tức là cái ông phải đọc cái đấy đúng không? Chứ còn ông phải là người xuất phát từ ông. Xuất phát từ ông. Vâng. Đây là câu hỏi 6031 là giáo sư hãy gợi ý giải pháp để thay đổi tâm lý bằng cấp tại Việt Nam. Bạn Phạm Văn Long. Có lẽ cần phân tích câu hỏi một cách giỏi hơn. Thứ nhất là cái tâm lý mà của cha mẹ học sinh muốn cho con mình có học cao hơn và có bằng cấp hơn. Thì tôi nghĩ cái tâm lý là tốt, không phải thay đổi bản thân. Cá nhân tôi cũng muốn con mình học cao hơn và có bằng cấp hơn. Nhưng mà có cái cần thay đổi là trong một số những cái quy định của nhà nước. Chẳng hạn như là lấy một ví dụ thôi, đòi hỏi là phải có bằng này cán bộ cấp sở là phải có bằng thạc sĩ. Thì những cái quy định nó thường nó không hợp lý lắm thì cần phải thay đổi những cái quy định đó. Chứ còn về mặt tâm lý không cần đổi, đúng người dân thường là tự không thay đổi vì muốn con mình học cao và có bằng cấp thì đấy tâm lý cũng bình thường.